đường đang nó mơ. Ghé mua tàu hủ xíu đi. Bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều rồi nha. Lấy mà sữa chị với hai miếng tàu hủ này. Thôi ồ giờ này học sinh nó đi học về thôi thật là thích. Xe hơi chạy vô nữa. Chưa trong đây yên tĩnh hả? Đó, 538 xe 2 xe 20 nè. Đó, nhà. Nhà nằm ngay dốc nên là không có quay chính diện, không có thấy rõ được. 538 xe 2 xe 20 rồi Văn Bơ phường 14 quận 4. Kế bên là 538 xe 2 xe 22. Số chặn đường hiểm hơi chụp nên là xe cộ này kia cũng phải nhường nhau để chạy. Xe có ngửi trong nhà không biết ai thôi. Ở đây là cái hiểm có nuôi gà nữa, phía trước hiểm có nuôi gà, trong này gần chùa đó nên là người ta đã có cái lá cờ nè, có mấy cái lồng đèn với cái lá cờ cũng nhiều. Vòng ra đây về đường về Văn Bơ. Chỗ này có bán đồ chiên, bánh tay yến rồi khoai lang chiên rồi chuối chiên. Buổi sáng đây là cái chợ nhưng mà bây giờ đã dẹp rồi, nó dẹp hết rồi. Đường về Văn Bơ, hiện tại Văn Bơ chạy qua bên kia luôn, là qua bên kia thử xem. Này có mấy người bán vé số nè. Cái hẻm này mình
thông ra ngoài cầu Tân Thuận đó, chạy thẳng lên, dọc dọc dài dài cũng có nhiều người họ bán đồ ăn, bán chuối, bán gỏi cuốn nè, bánh mì đồ chai này kia nó cũng có luôn, bán rau củ luôn. Ở đây có một cái đình hay cái gì nè, nó rất là cũ nha, đền Châu Lục gì á, đền chùa Lục gì á, cái gì á, nãy có ghi chữ đỏ đỏ mà khủng lắm, xưa lắm luôn rồi, kiểu như là cái trăm năm rồi đó. Dọc dọc theo rau má cam vắt, men rồi, kẹt xe luôn rồi. Biết vì sao kẹt xe không? Hẹn nhá xíu à, mà chiếc xe tải con chạy vào rồi xe chở nước đá chạy vào, kẹt xe luôn. Đường đá hẹp rồi đó, đường siêu hẹp luôn, nên dù mà chở đồ cồng kềnh chạy cái đại đường này nó không được. Có người bán chở dạo nè, bán vé số nè, đủ hết hả. Ở Sài Gòn á, chạy vô trong mấy cái hẻm á thì thấy nhiều cuộc đời lắm, nhiều hoàn cảnh lắm. Đa lúc cái mình chạy ở những cái đại đường lớn này kia, Sài Gòn Hoa Lệ, mình không có thấy được mấy cái cảnh này. Đúng rồi, Hoa Lệ mà, hoa của người giàu là của người nghèo, có người nghèo cũng có người giàu. Ồ, mây đen thui luôn rồi kìa, nó ở trên trời mây đen thui luôn rồi, chắc chiều chiều nay trời sẽ mưa quá, đen thui luôn. Siêu đen luôn, quá đen. Chỗ này thì bán cái gì đây, thơm thì to, thơm thì to. À, mấy cái miếng đó, mấy cái miếng dán hình bông hoa hình này kia để trên chiếc nhà cửa đó mà. Ôi trời, sắp chuyển mưa rồi đó, đen quá trời đen. Buổi sáng ngay cái chỗ này á là cái chợ, cái này là 787 nha. Ở đây là cuối đường Đàn Văn Bơ đó, cái khúc này là khúc cuối đường Đàn Văn Bơ. Ngay chỗ này có cái chùa nữa, không biết chùa gì nha, chùa Bát Nhã quận Tư. Mấy chùa đó ít người vô lắm.